theo dõi bản tin thời tiết trưa ngày 13 tháng 12 của kênh VTC14. Thưa quý vị, trong ngày hôm qua, do ảnh hưởng của hoạt động đới gió đông ẩm dày nên phía Đông Bắc Bộ trời vẫn nhiều mây, có sương mù và mưa nhỏ rải rác, tập trung chủ yếu về đêm và sáng nên nhiệt độ duy trì ở ngưỡng rét. Trong khi đó thì ven biển khu vực Trung và Nam Trung Bộ, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên các tầng khí quyển ở mực trên cao nên thời tiết cũng đã có mưa dông rải rác trở lại. Một vài điểm còn ghi nhận lượng mưa vừa và dông. Do có mưa nên nền nhiệt độ trên toàn khu vực cũng giảm nhẹ. Còn khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ, thời tiết hầu như ít biến đổi so với 24 giờ trước. Trời phổ biến là ít mưa, chỉ một vài nơi xuất hiện mưa nhỏ về đêm. Chế độ nhiệt ẩm trong ngày cũng chưa có sự thay đổi gì nhiều. Dự báo trong khoảng ngày mai, áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu và nền nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ lại tăng thêm. Trời chỉ còn rét vào đêm và sáng, trưa chiều có nắng nhẹ. Chỉ lưu ý là sương mù vẫn có khả năng gây cản trở đến quá trình lưu thông nếu quý vị và các bạn di chuyển trong khoảng thời gian trước 8 giờ sáng. Sang đến ngày 15 và ngày 16 thì vùng áp thấp phía Tây có khả năng đẩy lùi khối không khí lạnh, khiến nền nhiệt độ trên toàn khu vực tăng nhanh, nhiệt độ thấp nhất nhích dần lên ngưỡng từ 19 cho đến 21 độ. Trong khi đó thì trưa chiều nắng xuất hiện nhiều hơn và nâng mức nhiệt lên đến 24 đến 26 độ, đặc biệt là ở các khu vực Tây Bắc như là các tỉnh Lai Châu và Điện Biên có thể xấp xỉ từ 27 đến 29 độ. Còn tại khu vực Trung Bộ, trong ngày hôm nay kéo dài đến cả ngày mai, vùng nhiễu động trong đới gió đông tiếp tục gây mưa dông rải rác cho các tỉnh Trung Bộ từ Thừa Thiên Huế cho đến tận Phú Yên. Sau đó từ ngày 15, thời tiết trên toàn khu vực mưa sẽ giảm dần, chỉ còn mưa vài nơi, mức nhiệt độ tăng đều, cao nhất phổ biến từ 28 đến 30 độ cho các tỉnh ở phía Bắc và từ 31 đến 33 độ cho các tỉnh thành ở phía Nam. Và như vậy thì tình hình khô hạn ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện. Chiều tối và đêm nay kéo dài đến ngày mai thì nhiễu động từ biển tạt vào cũng khiến lượng mưa được gia tăng tại các tỉnh thành ven biển của Nam Bộ. Tuy mưa không nhiều nhưng kết hợp với chiều cường ở mức đỉnh thì khả năng ngập úng cục bộ tại vùng trũng cũng có thể xảy ra và gây ảnh hưởng phần nào đến các hoạt động sinh hoạt, giao thông và buôn bán của người dân trên khu vực. Đến ngày 15, ngày 16, trạng thái thời tiết mây thay đổi, ít mưa, ngày nắng lại quay trở lại trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Sau đây là phần dự báo cho từng khu vực. Khu vực phía Tây Bắc Bộ vào ngày 14 đêm và sáng trời nhiều mây, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ tiếp tục tăng cao khoảng từ 1 đến 2 độ vào ban trưa. Sang đến ngày 15, ngày 16, trời có mây thay đổi, phổ biến là ít mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nên nhiệt độ tiếp tục tăng cao nhất tại khu vực Lai Châu, Điện Biên, xấp xỉ ở ngưỡng từ 28 cho đến 30 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ vào ngày 14 thì toàn khu vực trời còn nhiều mây và sương mù vào đêm và sáng, trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ tăng thêm khoảng từ 1 cho đến 2 độ. Sang đến ngày 15 và ngày 16, đêm và sáng nhiều mây, phổ biến ít mưa, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ nên nhiệt độ tiếp tục tăng, cao nhất lên đến mức là từ 25 cho đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế, 3 ngày tới trời sẽ phổ biến là ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ tăng nhanh trở lại. Đặc biệt trong 2 ngày là ngày 15 và ngày 16, nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt đến ngưỡng từ 28 cho đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận vào ngày 14 thì thời tiết có mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung nhiều tại các huyện ven biển. Sang đến ngày 15 và ngày 16, mưa giảm đến hết mưa, ngày nắng sớm, nhiệt độ tăng nhanh lên mức từ 31 đến 32 độ vào ban trưa. Khu vực Tây Nguyên, thời kỳ tới thì các tỉnh thành trên khu vực vẫn duy trì trạng thái là mây thay đổi, ngày nắng, ít mưa, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở ngưỡng từ 29 cho đến 31 độ. Độ ẩm không khí ban trưa xuống thấp ở dưới 55%. Khu vực Nam Bộ trong 3 ngày tới, toàn khu vực chỉ có mưa vài nơi, ngày nắng. Riêng các tỉnh ven biển như là Vũng Tàu, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang còn có mưa rào vào chiều tối ngày 14. Khu vực Biển Đông, trong 3 ngày tới thì khu vực phía Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, gió sẽ chuyển sang hướng đông đến đông nam, mạnh cấp 4, cấp 5. Mưa dông chỉ xảy ra ở một vài nơi. Trong khi đó thì khoảng 1 đến 2 ngày đầu, vùng biển phía Nam Biển Đông, trong đó có khu vực quần đảo Trường Sa và vùng ven biển Bình Thuận đến Cà Mau là vùng thời tiết xấu với tiết trời có nhiều mây dông gây mưa rào, gió giật nguy hiểm cho tàu thuyền. Do vậy tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển trên cần hết sức lưu ý, đặc biệt là các loại tàu thuyền nhỏ, tàu thuyền thô sơ. Sau đó thì mưa và gió mạnh cũng giảm dần trên các vùng biển. Thưa quý vị, như vậy trong 3 ngày tới do khối không khí lạnh suy yếu dần nên nền nhiệt độ tại Bắc Bộ sẽ tăng nhanh trở lại và tăng nhiều nhất vào các ngày 15 và ngày 16 nên người dân miền Bắc sẽ có 2 ngày nghỉ cuối tuần trong tiết trời ấm áp và dễ chịu hơn.
Tại khu vực miền Trung, phía Bắc Trung Bộ sẽ ít mưa trở lại, trong khi phía Nam vẫn duy trì là mưa dông trong ngày mai. Vùng ven biển có khả năng có mưa rào mạnh. Tây Nguyên tiếp tục ít mưa, ngày nắng. Nam Bộ cần lưu ý với mưa rào tại các huyện ven biển trong ngày 14. Bản tin dự báo thời tiết trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.